Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Loại tin đồn không bị bắt bỏ ở Việt Nam Ngày 22 tháng 4, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận Tin đồn và đoàn kết nội bộ, xây dựng ý thức, kỷ luật Tác giả nhận xét, bất kể dư luận đã dậy lên thành bảo trước tin đồn Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13 của đảng Nhân vật đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Sắp phải rời bỏ cuộc chơi quyền lực nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam vẫn ngậm căm, không bắt bỏ mà cũng chẳng công kích tin đồn ấy là nhảm. Theo tác giả, thực tế cho thấy tin đồn về những nhân vật là lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chẳng khác gì phi pháo dọn đường cho trận chiến tranh giành quyền lực giữa các đồng chí đồng đảng. Dù Đảng luôn đề cao thậm chí xác định các cá nhân ở thượng tầng phải nêu gương về đoàn kết nội bộ và xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật nhưng những sự kiện nhạy cảm về nhân sự như đã biết, chỉ chứng tỏ đúng là không nên tin bất kỳ điều gì Cộng sản nói. Và đây là hình bài trên blog Trần Văn VOA. Tác giả nhắc lại các sự kiện, theo đó, từ đầu tháng Giêng năm ngoái, sau khi Bộ Công an công bố quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục, và bà Nguyễn Thị Bạch Linh, giám đốc S&P Holding, để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, thiên hạ bắt đầu bàn tán nhau về chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nhà nước phải ra đi vì dính líu đến sự nghiệp sản xuất, kinh doanh của Việt Á. Tương tự, theo tác giả, tháng 3 vừa qua, sau khi Bộ Công an loan báo đã tạm giam ông Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long, vì lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, thiên hạ tiếp tục đồng đoán về chuyện. Ông Võ Văn Thưởng cũng sẽ sớm nói lời tạ từ hệ thống chính trị hệ thống công quyền y hệt như người tiền nhiệm vì dính líu đến sự nghiệp sản xuất, kinh doanh của Phúc Sơn. Tác giả bình luận không phải tự nhiên mà thiên hạ lại gắn ông Nguyễn Xuân Phúc với Việt Á, dán ông Võ Văn Thưởng vào Phúc Sơn. Chắc chắn cũng không phải ngẫu nhiên mà các tin đồn liên quan đến việc ông Phúc và ông Thưởng tự nguyện thói lui không chỉ chính xác mà còn rõ ràng, đầy đủ chi tiết hơn cả thông tin chính thức từ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Và đây là hình ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, nhân vật trung tâm của những đồn đoán hiện nay. Tác giả đặt câu hỏi, vậy mức độ chính xác của việc cho rằng ông Vương Đình Huệ là phần không thể tách rời với Thuận An thì sao? Tác giả cho rằng, trước mắt phải chờ, dẫu đã có không ít trường hợp cho thấy mức độ khả tính của tinh đồn rất cao, nhưng tinh đồn vẫn chỉ là tinh đồn. Giống như Việt Á và Phúc Sơn, Thuận An cũng nằm trong nhóm đột nhiên lớn nhanh, lớn mạnh nhờ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi công an mở rộng điều tra Việt Á và Phúc Sơn và chạm đến chốt an toàn, mục tiêu sẽ tự nguyện rời khỏi xạ trường để khỏi bị khai hỏa nhằm nêu gương về đoàn kết nội bộ và xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật. Tác giả Mỉa Mai hỏi, Thuận An cũng sẽ như thế. Một số người thạo tin cho rằng, trong vụ Thuận An, công an đã chạm đến chốt an toàn là ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, kim trợ lý của ông Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một loại tin đồn không bị bác bỏ. Nếu lần này tin đồn lại đúng, thì rõ ràng, tại Việt Nam, công an có một loại biện pháp nghiệp vụ mà chẳng xứ nào dưới gầm trời này nghĩ ra để dùng và dám dùng. Đó là vừa thỏa hiệp, dung dưỡng hối mại quyền thế, vừa chọn để dùng khi tới mùa quy hoạch nhân sự. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Loại tin đồn không bị bắt bỏ ở Việt Nam xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trận Thư Hùng đỉnh cao vẫn đầy kịch tính. Ngày 20 tháng 4, báo Tiếng Dân có bài bình luận: Phe đâm đốm chuẩn bị phản công. Theo báo tiếng dân, sau khi hạ đo ván nhân vật cùng xương thịt với nhân dân tôi, tức chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đánh bật anh ta ra khỏi chiếc ghế A2. Phe bò giác vàng, tức Tô Lâm, đang chỉa nòng súng vào anh đâm đớm, tức Vương Đình Huệ, quyết hạ nóc ao người đang ngồi chiếc ghế A4, không để anh ta nhảy lên ghế A1. Báo tiếng Dân nhận xét, dù anh đâm đớm được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Thái Thượng Hoàng, tức Nguyễn Phú Trọng, để đưa anh lên ngôi kế vị mình, nhưng phe bò giác vàng hiện tại khá mạnh. Ngoài việc sở hữu thanh bảo kiếm sắc bén, phe này còn có sự tiếp sức của một nhân vật đang đứng đằng sau hậu trường. Bảo Tiến Dân cho hay, với sự cố vấn đề của nhân vật giấu mặt này, phe bò giác vàng mấy ngày qua có vẻ tạm mãn nguyện khi tung hỏa mù rằng anh đâm đớm viết đơn từ chức mà báo Tiến Dân đã đưa tin vài ngày trước trong bài viết của tác giả Lê Văn Đoành, một cây bút độc quyền của Tiến Dân. Ứng viên số 1, chức tổng bí thư Vương Đình Huệ sẽ dừng cuộc chơi. Và đây là hình bài bình luận của báo Tiến Dân. Thế nhưng sau khi xác minh, biên tập viên báo Tiến Dân nhận ra rằng vụ viết đơn từ chức chỉ là đòn hỏa mù của phe bò giáp vàng vì anh đâm đớm vẫn đang cố thủ chứ không buông súng đầu hàng sớm như vậy. Và để tiếp sức cho anh đâm đớm giúp đánh bật phe bò giáp vàng, có lẽ Thái Thượng Hoàng sẽ sớm đưa mọi việc ra triều đình bàn luận. Báo Tiến Dân bình luận bảo vệ cho Thái Thượng Hoàng là thanh kiếm sắc bén và lá chắn thép vững chắc nhưng thanh kiếm đã quay lưng, chém cánh tay phải của ngài, còn là lá chắn thì sao? Có vẻ như lá chắn thời tướng Song, tức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yếu quá, bởi tướng Song vào bờ cờ tờ, tức Bộ Chính trị hơi trễ nên bị lép vế, tiếng nói của tướng này không có trọng lượng. Cũng bởi do lá chắn quá yếu nên thanh kiếm ngày càng lộng hành, khuynh đảo triệu chính tìm cách trừ khử hết các nhân vật mà Thái Thượng Hoàng định đưa lên kế vị. Báo Tiếng Dân đánh giá, xem ra trận Thư Hùng để giành chiếc ghế quyền lực nhất trong đảng đầy kịch tính, nó cuốn cả Thái Thượng Hoàng vào trong trận đấu này, dù ngài chẳng còn hơi sức đau để mà tham gia. Tiếng Dân sẽ có bài phân tích độc quyền về trận Thư Hùng này vào đầu tuần tới, mời các bạn đọc đón xem. Và đây là hình Vương Định Huệ và Tô Lâm. Sau đây là bài nhận định của tác giả Kim Văn Chính về trận đấu này. Xem ra, sau vài cú hạ đo ván mấy cột trụ, họ tê đang tưởng mình có lực mạnh, quyết phế họ về để lên ngồi ngay vàng. Nhưng họ về chả phải tay vừa. Thể chế thì ràng buộc theo kiểu phiếu tập thể. Thế cục đang hình thành trận đấu to và chưa phân thắng bại. Xem ra họ về có thế hơn ở chỗ có nền tảng hơn, có thế lực thái thượng hoàng chống lưng, kinh tài vững mạnh, lại được phong thủy và truyền thống quê hương hoang ái. Họ về mà thắng trận này, tôi cho là hồng phúc cho họ về và là còn may mắn đất nước vì có một ông V dám chịu thương tích, vùng lên chống lại đám lâu la, võ biền nhãn, lòng âm mưu tím quyền chính trị. Một giáo sư làm lãnh đạo thì dù sao cũng tốt hơn một đại tướng an ninh cầm quyền. Tật thì ám dầu trầm, với nóc bò giác vàng cũng cùng một ruột. Tài thì có tật là bình thường. Quả thật, đúng như nhận xét của nhà giáo Kim Văn Chính, nếu một ông giáo sư dân sự cầm quyền, dù có độc tài thì phần nào đó vẫn còn điều hành đất nước theo pháp lực. Còn nếu một viên tướng an ninh cầm quyền, điều này rất nguy hiểm bởi có khả năng đất nước sẽ rơi vào tình trạng quân phiệt như Myanmar. Đến lúc đó, giới cầm quyền sẽ chỉ nói chuyện với nhau và với dân bằng họng súng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trận Thư Hùng Đỉnh Cao vẫn đầy kịch tính. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ .để, để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.